Nữ thần thanh xuân Triệu Lộ Tư ngày càng xinh đẹp, khí chất. Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên trẻ nổi bật nhất thế hệ diễn viên, sinh sau năm 1995 của màn ảnh Hoa ngữ. Do đó, mỗi nhất cử nhất động của cô đều được khán giả quan tâm, không chỉ sở hữu kho tàng phim ảnh phong phú, mà phong cách thời trang trên màn ảnh, đời thường, cho đến ốc lưng điện thoại, đồ ăn vặt, bí quyết làm đẹp của cô, đều trở thành chủ đề được giới trẻ bàn tán và học hỏi. Ở độ tuổi 25, nữ diễn viên được truyền thông xứ Trung nhận xét có nhiều thay đổi ấn tượng, cô có sự khác biệt đáng kể so với trong quá khứ. Nếu trước đó, cô gây xao xuyến với nhan sắc ngọt ngào trong vụn trộm không thể giấu, thì hiện tại, Triệu Lộ Tư đang theo đuổi hình tượng cô gái độc lập, dám thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới. Vì lẽ đó, các tác phẩm tiếp theo của Triệu Lộ Tư đều mang hơi hướng nữ giới độc lập, tự cường, đơn cử như vai Đoan Ngọ trong bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa là cô gái không cam chịu số phận, vượt qua nhiều gian khó để tạo dựng sự nghiệp, hay vai nữ phóng viên xinh đẹp Hứa Nghiên trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng là một thử thách lớn trên con đường diễn xuất của cô. Để bắt kịp hình tượng mới, nữ diễn viên đã đầu tư vào thời trang trong phim mới. Theo tổng hợp của người hâm mộ, cô có đến 70 outfit, dù bộ phim chỉ mới khởi quay 2 tháng. Với kho trang phục đồ sộ trong phim mới, Triệu Lộ Tư ghi điểm với hình tượng thanh lịch sang chảnh. Trong tạo hình mới nhất, nữ diễn viên hắc dáng với chiếc váy 2 dây và blazer trơn khoác ngoài, cùng kiểu tóc búi thanh lịch. Triệu Lộ Tư và đoàn làm phim vô cùng chịu chi, khi mời hẳn thương hiệu váy cưới nổi tiếng Ivan Yonkucher, thiết kế riêng cho nhân vật Hứa Nghiên mà cô thủ vai. Để phù hợp tình tiết trong phim, cô còn diện cả hốt cu chờ của thương hiệu Yulin Fauri. Cư dân mạng còn phát hiện, Triệu Lộ Tư diện túi sách thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của nhà mốt Versace trên phim trường. Được biết, cô cũng là nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới sử dụng sản phẩm này. Trước đó, nữ diễn viên cũng nhận về lời khen khi đầu tư cho dự án lần này. Không chỉ tự lên ý tưởng về tạo hình của nhân vật Hứa Nghiên, nữ diễn viên còn tự mình trang điểm, phối đồ với những phụ kiện đi kèm, như khuyên tai, dây chuyền, dây buộc tóc, thắt lưng, khăn cổ. Sau hơn một năm kể từ ngày bộ phim Vụn Trộm Không Thể Giấu phát sóng, Triệu Lộ Tư đã có nhiều thay đổi về phong cách thời trang lẫn khí chất. Ngôi sao tinh Hán sáng lạng mang đến cho khán giả cảm giác hình ảnh một cô gái hào phóng, tự tin và tràn đầy năng lượng. Khán giả cũng cho rằng sự thay đổi này sẽ giúp nữ diễn viên mở ra nhiều cơ hội mới, tiếp xúc đa dạng thể loại nhân vật, đề tài phim ảnh hơn trong tương lai. 7 nữ minh tinh giàu nhất làng giải trí Hoa ngữ, họ là ai? Trong làng giải trí Hoa ngữ hào nhoáng, bên cạnh hình ảnh rực rỡ trên màn ảnh và vinh quang vô tận, còn rất nhiều nữ minh tinh âm thầm tích lũy khối tài sản khiến người ta phải kinh ngạc. 1. Chương Tử Di là nữ minh tinh Hoa ngữ đầu tiên được mời vào ban giám khảo giải Oscar. Có thể nói, sự nghiệp của Chương Tử Di đã đạt đến đỉnh cao. Bên cạnh khả năng diễn xuất, thì sự nhạy bén trong đầu tư của người đẹp cũng không thể xem thường. Từ sản xuất phim ảnh, đến việc đầu tư mạo hiểm vào công nghệ, Chương Tử Di luôn nắm bắt chính xác xu hướng thị trường, giúp tài sản của cô tăng trưởng liên tục. Sự thành công của Chương Tử Di là minh chứng rõ ràng nhất tài năng, trí tuệ và sắc đẹp của cô. 2. Dương Mịch. Dương Mịch, một nữ hoàng hàng hiệu thực thụ, mỗi lần Dương Mịch xuất hiện đều sẽ tạo nên một xu hướng thời trang. Nhưng điều đáng chú ý hơn, với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường giải trí, Dương Mịch không chỉ thành lập studio riêng, mà còn tham gia sản xuất phim ảnh, quản lý nghệ sĩ và nhiều lĩnh vực khác, xây dựng một đế chế giải trí khổng lồ. Sự thành công của cô là biểu tượng cho sự độc lập và trí tuệ của phụ nữ thời đại mới. 3. Lưu Gia Linh. Lưu Gia Linh, một nữ thần hội tụ cả về vẻ đẹp và trí tuệ. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô còn đam mê đầu tư bất động sản, sưu tầm trang sức và làm đại diện cho các thương hiệu cao cấp. Mỗi lĩnh vực đều mang lại cho cô thu nhập kếch xù. Với con mắt đầu tư tinh tường, Lưu Gia Linh luôn nắm bắt được những dự án tiềm năng nhất, giúp tài sản của cô tăng trưởng theo cấp số nhân. 4. Tôn Lệ. Tôn Lệ, được mệnh danh là nữ hoàng rating, nhờ nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, tài năng diễn xuất phi thường. Ở đỉnh cao sự nghiệp, Tôn Lệ cũng thể hiện khả năng đầu tư phi thường. Người đẹp tham gia sản xuất phim ảnh, kinh doanh nhà hàng và nhiều ngành nghề khác. Dù kín tiếng, nhưng khối tài sản tích lũy của Tôn Lệ không hề nhỏ. 5. Châu Tấn. Châu Tấn, tiên nữ chinh phục khán giả bằng tài năng diễn xuất, con đường làm giàu của cô cũng đầy trí tuệ. Không chỉ đầu tư vào nhiều công ty sản xuất phim ảnh giải trí, cô còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, lan tỏa năng lượng tích cực bằng sức ảnh hưởng của mình. Tài sản của Châu Tấn chính là minh chứng cho sự kết hợp giữa tài năng và lòng nhân đạo của cô. 6. Lưu Đào. Lưu Đào được biết đến với hình ảnh người vợ quốc dân,
nhưng tài năng của cô còn nhiều hơn thế, từ diễn viên, đến kinh doanh thương mại điện tử, Lưu Đào đã chuyển mình thành doanh nhân thành đạt. Ở mỗi lĩnh vực, Lưu Đào đều thể hiện sự dũng cảm và trí tuệ phi thường, giúp cô ngày càng tiến xa trên con đường làm giàu. 7. Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba với vẻ đẹp mang phong cách phương Tây độc đáo và nụ cười ngọt ngào đã nhanh chóng trở thành tiểu hoa đáng mới của làng giải trí. Đi cùng với sự gia tăng của độ nổi tiếng, giá trị thương mại của cô cũng tăng theo, hợp đồng quảng cáo, lời mời tham gia phim ảnh không ngừng, tốc độ tích lũy tài sản chóng mặt. Thần nữ váy xanh đẹp mê mẩn trên phim Hoa Ngữ, nhan sắc hoàn hảo không một điểm chê. Thời điểm hiện tại, những thông tin xoay quanh bộ phim Lâm Giang Tiên vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý và tạo hình mới của nữ chính Bạch Lộc không phải ngoại lệ. Trong những bức ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, mỹ nhân sinh năm 1994 mặc trang phục xanh nhẹ nhàng thướt tha. Khi lên phim, cô hứa hẹn sẽ làm toát lên khí chất thần nữ của nhân vật Lý Thanh Nguyệt mà mình đảm nhận. Nói thêm về Lâm Giang Tiên, đây là tác phẩm có kịch bản gốc, được sản xuất dưới sự chỉ đạo của nhà sản xuất nổi tiếng Vu Chính. Bộ phim chứng kiến màn hợp tác của cặp đôi diễn viên nổi tiếng Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy. Bạch Lộc vào vai Lý Thanh Nguyệt, một đệ tử rất đổi bình thường của phái Tịnh Vân. Trong khi đó, Tăng Thuấn Hy đảm nhận vai Bạch Cửu Tư, một vị thần tôn có địa vị cao cao tại thượng. Bạch Cửu Tư và Lý Thanh Nguyệt tưởng như là hai số phận ở hai đường thẳng song song. Tuy nhiên Bạch Cửu Tư lại bất ngờ muốn Lý Thanh Nguyệt làm đạo lữ của mình. Trong mắt tất cả mọi người, Lý Thanh Nguyệt nhận được cơ duyên cực lớn. Tuy nhiên, chỉ cô mới cảm nhận được thái độ chán ghét không rõ lý do từ Bạch Cửu Tư. Nữ thần một thời mất tất cả vì ồn ào trốn thuế, bán hàng kém chất lượng. Giống như người bạn thân Lưu Diệc Phi, Thư Sướng từng nổi đình nổi đám trên màn ảnh. Khi tuổi đời còn chưa đến 20, cô thành danh với rất nhiều bộ phim nổi tiếng và gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người như Chuyện Nàng Tinh Vệ Lấp Biển, Bảo Liên Đăng, Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ. Nhưng đến năm 2015, sự nghiệp của Thư Sướng dần tụt dốc và cô chỉ có thể đảm nhận các vai phụ làm nền cho đàn em. Sau đó, nữ diễn viên 8X đã tạm dừng công việc trong làng giải trí để chuyển hướng sang ngành nghề khác. Với danh tiếng sẵn có, Thư Sướng nhanh chóng đạt được thành công khi chuyển sang livestream bán hàng. Tuy nhiên, những ồn ào cũng bắt đầu đến với người đẹp Thiên Long Bát Bộ. Khi cô thường xuyên bị tố bán hàng kém chất lượng, người dùng cho biết, son mà Thư Sướng bán, gắn mác thương hiệu lớn, nhưng lại là hàng nhái, ngay cả vàng sau một thời gian cũng sẽ bị bạc màu. Cũng vì việc này, mà danh tiếng bao nhiêu năm của Thư Sướng đã bị hủy hoại. Năm ngoái, nữ diễn viên nổi tiếng một thời còn gây chú ý, khi vướng phải ồn ào trốn thuế và nợ lương nhân viên. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một nhân viên vì bị nợ lương, nên đã tố Thư Sướng trốn thuế, tiết lộ những mặt tối của ngôi sao đình đám này. Theo đó, Thư Sướng đã nợ 5 triệu tệ tiền thuế từ công việc livestream, nhưng cô chỉ đóng có 400.000 tệ, khoảng 1,4 tỷ đồng. Cho đến thời điểm tháng 5 năm 2023, trước những cáo buộc này, Thư Sướng chỉ giữ im lặng, nhưng có rất nhiều người tin rằng cô thật sự đã trốn thuế. Được biết, Thư Sướng ký hợp đồng với công ty của nữ hoàng livestream Vi Á, nhưng vào năm 2021, Vi Á đã trốn thuế và phải nộp 1,34 tỷ tệ, khoảng 4.690 tỷ đồng. Từ góc độ này, Thư Sướng là nhân viên của Vi Á, nên khả năng cao cô cũng sẽ gặp những vấn đề liên quan đến thuế. Bên cạnh những ồn ào trên, Thư Sướng còn từng gây xôn xao vì bị cho là tiểu tam, chen chân vào mối quan hệ của nhà vô địch Olympic Trần Nhất Băng và bạn gái Hà Văn Na. Hình ảnh Thư Sướng đi chơi cùng Trần Nhất Băng đã khiến cô nhận phải nhiều gạch đá từ dư luận. Phải đến khi họ lên tiếng phủ nhận thì mọi chuyện mới dần lắng xuống. Chẳng bao lâu sau, công chúng lại thấy Thư Sướng sánh đôi bên một người đàn ông lạ. Họ cùng đi ăn và vào khách sạn. Nữ diễn viên cũng không tránh ống kính của paparazzi mà còn rất thoải mái để lộ mặt. Nhưng được một thời gian, Thư Sướng cho biết cô vẫn đang là quý cô độc thân vui vẻ. Ở tuổi 37, sự nghiệp phim ảnh của Thư Sướng không chỉ lụi tàn mà công việc livestream cũng không còn thuận lợi như trước nữa. Cộng thêm quá nhiều tai tiếng xuất hiện như vậy đã khiến hình ảnh đẹp mà ngôi sao này xây dựng suốt 20 năm sụp đổ hoàn toàn. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.